đổ công, đổ sức, thậm chí đổ máu. Cái bộ lần này là Hải Yến dựa theo câu chuyện dân gian, câu chuyện là Té Giếng, tác giả là Nguyễn Văn Phúc, là thầy của Minh Nhí. Cái tiêu chí lớn nhất của Minh Nhí, Hải Yến và team của Minh Nhí là gì? Làm hết sức mình, làm sao có một tiết mục hấp dẫn, vui tươi tặng quý vị khán giả, chứ không có chăm bẩm vào cái giải thưởng. Miễn sao mà khi quý vị khán giả xem một câu chuyện dân gian, quý vị khán giả cười, quý vị khán giả ngẫm lại thấy là rất là thú vị. Minh Nhí hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Hải Yến. Nói đến sân khấu xưa thì thực sự là nó không có dễ chút xíu nào hết, bởi vì từng câu từng chữ mình phải nhớ và mình phải thoại theo cái đài từ của người xưa. Mới đầu thì Hải Yến tập một cái tuồng khác. Dạ, trong quá trình tập thì nó gian nan quá, nó không có ra. Còn có mấy ngày nữa là bị thi rồi thì bắt buộc là mình phải thay đổi một cái tuồng mới. Trong cái thời gian ngắn như vậy thì thầy Minh Nhí cũng hơi vất vả, bởi vì phải tranh thủ chuốt rồi mảng miếng rồi diễn rồi đủ thứ hết trơn, cái gì nó cũng cấp hết, thì nó cũng không biết là như thế nào. Thôi thì tuần nó ra làm sao thì xin mời quý vị khán giả theo dõi cùng biết nha.